Shop Nick tự động, sĩ cao shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ngước đầu lên trời hết đi. Ủa thì trắng đông quá nhờ. Thì trắng đông quá. Ôi, đông quá. Thì trắng đông quá các bạn ơi. Một tìm ngay tận phía đây. Rồi sao? Đúng rồi đó. Thế mới nhảy qua trung tâm mà anh. mình lầm súng được mà, nó cầm dao thôi mà. Mình có thời gian lầm súng. Ok. Ok. Tập đàn, tập đàn, tập đàn. Thị trấn nha. Ui, thị trấn đông quá. Ui. Đông quá. Trung tâm ở anh, thị trấn đó. Ủa, thằng kia mới nhảy xuống đã cố gậy rồi nhảy. Em chạy. Chạy nhanh. Chạy nhanh các bạn ơi. Ui dồi ôi. Mày ông. Sợt kết đâu rồi. Chưa tèo tèo đâu. Ui. Chạy thôi nhảy. Để chạy qua kia luôn. Đủ cáp á, đủ cáp. Không, khỏi được cáp đi ạ. Nó không được tôi nữa rồi, nó không được tôi nữa rồi. Yên tâm đi. À, coi này không có ai lùa đấy anh ạ. Mày quá nhỉ. Không có ai lùa nữa. Tụi nó tự đắc nhau luôn rồi. Những bác thợ săn tự vã nhau rồi. Những bác thợ săn tự vã nhau. Còn mình thì đi lút đồ thoải mái. Trời chạy, ơi, chạy thôi. Sướng nhờ. Chứ bình thường là mấy ông kia đó chuyên lùa mình không? Những bác thợ săn ngơ ngác. Trời ơi. Em ơi, có sọc cun không? Cho anh đi. À đây rồi, spot 12 đây. Virus gì nãy giờ làm hai mạng tay rồi girl. Em có thừa một khẩu shotgun này ai lấy không? Ok, cho anh đi. À mà thôi, mình đây cầm một khẩu cho. Tụi chưa có đúng không? Đây em vứt cho này, spoiler này, đây này. Ok. Shotgun này. Đâu rồi? À đây. À, rồi. Kệ. Qua kệ ơi. Ôi Vinh. Ôi. Ôi chạy bỏ Vinh. Nhanh ơi. Nhanh ơi. Tính mạng mình là quan trọng nhất. Chạy. Cứu được không? Cứu đi. Cứu anh ngay đi. Lỡ vô trong team mình rồi mà. Lỡ vô trong team mình rồi. Ok cứu đi tụi co dê. Đấm tay nhà đỡ tốn đạn. Đi. Có cái đạn. Bây giờ nếu mà mình chơi chung là mình bá lắm rồi, hiểu không? Bây giờ mình phải loot hết đồ xong mình vào thị trấn. Đó. Ok anh cũng được. Nếu bây giờ mà mình chơi chung là mình bá thằng nào dám tới. Thì mình nguyên team có súng mà anh. Vô là bá mà... cho tớ mồm liền. Hơi ít đạn này. Dù khẩu C-Bass này. Có bên này thêm một khẩu M60 à? Chạy. Có tụi chạy đông kia, có tụi chạy đông kia. Em cho ông này ít máu này. Đấy, bên trái rồi. Sao nhỉ? À, có một đứa chạy qua này anh nhỉ, hai đứa. Từ nhanh quay lại luôn. Thấy chưa? Thấy thằng áo vàng chưa? Ok. Vã nó đi. Xem nó chạy đâu anh. Đuổi nó anh ơi. Giết nó. Phía sau này. Ui, spoil chạy anh ơi, chạy anh ơi. Một hit. Không xin nhờ. Rồi, nó tàn mà. Chạy đi. Chứ nó mà đi cả team thế mình chịu rồi. Ui đông lắm. Chạy mấy anh ơi. Ơi bơi bên trái kìa bơi. Ui các bạn ơi. Vả nó đi bơi. Chạy đi bơi. Nguyên cả team dí. Ui một thằng rồi. Chạy nhanh không xanh một anh em ạ. Bắn gục thôi nha, không giết nha. Rồi. Ok. Cái nào thích giết, cảm thấy mà yếu máu okay, giết luôn. Chạy nhanh các bạn. Có thằng nào chặn. Thôi giết chắc tốn đạn anh ạ. Giờ còn đúng 18 viên luôn. À bây giờ mình chơi lên cầu đi. Thế còn mỗi 2 viên này à? Ở trên lên cầu thì nó lại hay anh ạ. Mình thường người ta chạy lên đấm tay mà lên cầu đi anh ơi. Ôi được. Chặn cầu rồi. Chạy nhanh. Lên đâu. Nhanh các bạn, lên cầu. Lên cầu không? Mà sợ lên, nó đặt một cái nó cho mình rớt xuống ấy. Đúng rồi. Ui. Chạy. Xuống đây. Chạy các bạn ơi. Chạy nhanh. Tao bả một bả liền. Ôi dồi ôi. Cứu em. Bả liền. Chạy. Em chạy không dám nhìn lại phía sau luôn. Ui dồi mấy ông này. Em đây. Đâu bên trên này. Tập. Nó đông quá mà. Chạy nhanh. Co dê. Đây để co vỡ. Ui dồi ôi. Rồi. Bắn dọa nó hả anh? Bắn dọa cho nó tản nhá. Ôi. Chạy nhanh anh em ạ. Ui, ông nào chết phóng lựu vậy? Chạy. What the hell? Chỉ có cái chết phóng lựu anh ơi. Để từ coi thằng nào phóng lựu nè. Giết luôn.
chạy nhanh. Được chắc cả phòng liệu đã thấy kinh rồi. Ui, cứu em, cứu em đồng quá. Chạy đi. Ok. Chạy các bạn đây, em có mà sao chơi. Chạy đi kiểu này. Em đây, em đang nghe đoạn trên này. Chạy không dám nhìn lại phía sau luôn. Chết rồi. Thanh niên. Cho nó tản ra đi. Thu thoảng bắn cấu cái anh ạ. Đâu dám đứng lại bắn đâu, chết mấy lần rồi, sợ rồi. Đứng lại ăn nấm kìa, cover cho. Ăn nấm đi, cover cho. Đang lơ kìa. Chạy qua anh ơi. Ui, bom keo. Nó chặn đường mình đấy. Chạy. Chạy tiếp. À đủ. Bên xa chạy được nhiều đam cơ. Yếu lắm. Đúng rồi nhà có bắn gần thôi, bắn gần thì sợ đấm lắm. Cứ mấy đứa đấm sao mà mình không ăn được. Đấm ảo lắm á. Sao anh, đấm ảo là sao anh? Thì thế, em cũng toàn thấy thế. Chiếc Kla cả mà anh. Lên đây nè, lên đây lút đồ nè. Ok. Úi dồi ôi, nguyên một đàn đuổi theo phía sau anh em ạ. Tôi cũng thấy sợ rồi đấy. Sợ xanh mộ rồi. Chạy. Ui, máu này. Em nhiều lắm rồi nha, em 8 túi rồi, không cần nữa đâu. Ok, hai bên. Chạy thôi mấy anh ơi. Chạy. Đứa nào vậy? Đang đến quay là lút máu cái thằng lên. Đây em có 8 túi máu này. Vẫn chạy được. Em vứt cho. Ok. Đây em vứt cho này lên nhặt nhá. Đấy đấy, thấy chưa? Rồi. Ok. Thank you. Tăng giáp kìa. Lên đời 3 bên rồi. Tăng giáp. Giáp thực ra không cần làm anh ạ bởi vì chúng nó toàn chơi đấm đầu mà. Lên tăng. Cover. Ok. Ủa chất liệu hả? Tí mình câu lại liệu cho nó. Cũng được. Đâu được. Em có 2 quả liệu. Ủa có được chơi chứ anh? Không, mình chỉ được chơi. Ủa cái à, gì đây? À, mình có được chơi liệu hả? Ủa cái gì đây? Dạ. Thế chạy anh ơi. Ủa cái dù. Đây cái gì nè? Ủa cái dù mất tiêu rồi. Anh ơi, thế mình có được chơi liệu với bom keo không? Không. Không hả? Mình có được xài bom keo hả? Đúng rồi. Mình chỉ được xài súng gan hả? Thêm vứt đi. Gắt quá các bạn ạ. Thế súng gan này mình lại mới trang bị súng gì đâu. Ủa nó vứt máu cho mình kìa. Hay là vũ khí thôi. Ok. Vũ khí hả? Lên. Vứt máu vứt đạn kìa. Lên. Lên anh ạ. Lên hạ nó anh ơi. Một viên tim lực. Hay quá. Đây. Hay quá em ơi. Nguyên tim lên rồi. Chạy đi. Thằng khác lấy rồi. Chạy đi bạn ơi. Khoan. Cần mấy vậy? Rồi. Đi. Ui rồi, nó tự vả nhau còn mình là cần mấy vậy? Ủa em còn ít đạn số gan này à? Ui sau lưng kìa boy. Đâu đây sao lưng em đây. Người đâu vậy? Chạy xí ơi. Đây em chạy anh ơi. Ôi sợ quá. Chạy các bạn ơi. Danh đi đâu được giết người đâu. Ờ. Danny ơi, em không được giết người, Danny ơi. Ơ, Danny. Ui, ok, đúng rồi, chết. Được rồi, được rồi, nhạ. Đi đi. Ủa? Cái gì? Chạy. Một spoiler anh em ơi. Bắn hộ cho. Đứng lại. Nó câu liệu anh ơi. Nó câu liệu này. Rồi, mấy lần chết vì liệu rồi. Ui, ném. Quẹo phải. Mà nó ném liệu xa lắm anh ạ. Chết dở. Trời ơi, bây giờ tay mình bá rồi. Trời ơi. Mình chỉ chạy thôi anh ạ. Tại còn có xíu đạn sốc gan kìa. 15 bát thả xăng với nhiêu. 14. Kìa, nó cấp giáp dưới còn kìa. 14, 15 bát. Quay phải. Có phải. Ui, nó chơi lửa hết kìa. Ui, mèo này, chơi liệu ném ghê lắm anh ạ. Còn nó cấp giáp này. Hôm nay mới bị đầy liệu xong. Nâng đi boy. Cover cho. Nâng đi. Chạy các bạn ạ. Rồi nâng đi. Ok. Phá thì đi. Chết dở nhỉ. Bò bên kia kìa. Em cũng đang xài có giáp 1 thôi. Ơ, đậu xe này đấy. Chạy các bạn đây. Làm hết hồn cuộc trồn. Ôi thằng nào cầm súng bắn à. Săn cái thằng đó. Đi. Săn cái thằng đó. Đi. Thôi em tiếc đạn lắm anh ơi, còn có xíu đạn nữa, không chơi đâu. Em không chơi đâu. Em còn 13 viên này. Không chơi đâu anh ơi. Em chạy thôi. Anh còn 50 mấy viên lận. Trời ơi, giữ với anh. Sang xế đồng đội chứ. Ok, đây nè, nhà chuẩn bị nhả nè. Đó, xe kéo đi. Nhả đi nhảy. 1, 2, 3. Thế rồi nhảy. Chạy thôi. Mấy đứa này còn kêu áo gì chưa?
căng quá mà. Let's go. Chạy các bạn ơi. Rồi hôm nay trận này nhẹ hơn những trận trước nha. Về sóng dài quá. Đoàn kết. Đoàn kết anh em, đoàn kết. Trời ơi. Thôi là chưa chết. Thôi mày tách ra đi, tách ra đi nha. Ui. Bên phải có người kìa. Đằng sau cũng có đấy anh ơi. Giờ mình đoàn kết như này ai chém lại ta? Lên nóc nhà chơi không? Lên nóc nhà cũng được anh. Thế mình lên. Lên đi, lên đi, lên đi. Đây đây. Nhà tầng nè. Ok ok. Bọn đang thu lại rồi mà anh. Vẫn lên à? Lên xong xuống lại. Đúng rảnh luôn hả nè. Xuống luôn rồi đó. Xuống luôn rồi đó. Rồi xuống rồi đó, xuống rồi. Đi đi đi. Sĩ đang ở đâu vậy sĩ? Em đang ở trên này, từ từ chờ em xíu. Thôi xong. Ôi thằng đặc biệt. Ôi thằng nào chưa gì nào. Chạy nhanh chạy nhanh. Ui em còn có xíu máu anh ơi. Cứu em, cứu em, em còn có xíu máu thế hả? Xíu máu này. Mẹ không có súng bắn máu rồi, thua rồi. Ui một hết rồi. Mẹ cày. Ui. Bóng keo nữa kìa. Ủa em ở trên này không ai thấy đây. Cầm xem bóng keo. Ui. Không ai nhảy mà. Không 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 anh ơi. Trên này không có ai đâu. Hên quá ta. Full máu rồi các bạn ạ. Đã stream ăn không. Bơ ơi. Có khi là em qua. À quên. Em qua cái này cái. Em qua thính xem có cái giáp mới không. Giáp nát rồi. Ây ạ. Rồi xong. Áo ấy nhờ. Không có giáp các bạn ơi. Rồi xong rồi. Kiểu xong. TNT. TNT lên full T phải liền. Phải liền. Adu. TNT. Trời ơi. Đồ xanh đúng áo quá anh em. Kích khỏi quân ràng. Vậy còn bị dính. Kích khỏi quân ràng. Con đòn cá chiếm. Kích con đây nhờ. Con đòn gấp. Kích. Kích gấp nèo. Dí. Dí. Dí này. Chạy thôi các bạn ơi. Ui thằng nào, thằng nào bắn súng kìa. Đâu nào bạn. Ủa nó vẫn chơi súng này anh. Mẹ nó. Tôi xem giết nó lên nhỉ. Kiểu rồi em ạ. Biết chơi không thằng kia. Đâu. Vả đi, thằng này chơi súng. Đâu rồi. Nó chạy mất tiêu rồi anh ơi. Thằng nào cầm súng vậy. Vả nó đi. Giữa này thì phải này. Dưới này nè, đây này, đây này, đây này, đây này. Đông quá anh. Đây 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 này. Mình cũng đây chạy này. Vào thế hả. Đây này, đây này, đây này. Bắn cái chơi vui anh em ạ. Ui dồi ôi, nó vụt em này. Ui, vụt xa vậy. Lửa cay không. Ui, mà nó vụt xa lắm anh ạ. Ui, súng nhanh á. Chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh. Chạy nhanh các bạn đây. Cái Giáng sinh này tăng tốc độ bắn đúng không. Đúng rồi, đúng rồi. Tốc độ sao, kinh hoàng không. Nè. Ui dồi, chết dở anh ạ. Em chạy trước vào boy, bờ máu đây. Ui. Em chạy đây anh ơi. Nó đổi theo phía sau này. Ui. Ok chạy. Ngay đằng sau luôn à. Ôi. Trận này là nhẹ quá rồi các bạn. Quá nhẹ nhỉ? Luôn. Quá êm đềm. Em không thấy nhẹ đâu. Boy đã từ trần rồi. TAT. Từ à từ nhiên. Từ máu anh em ơi. Chạy thôi anh em ơi. Ui. Quá buồn. Quá máu xong cái chạy luôn. Tiếp khẩu ống đòn anh em ạ. Ui thì lấy cầu kìa. Em vào bo rồi nhờ. Sợ thật. Ủa đứng ngay phía sau mình đấy. Ui đậu xanh. Ui bạn ơi đừng vụt mình. Đừng vụt mình nhé các bạn ơi. Bắn cho sợ chơi thôi. Chạy nhanh anh em ạ. Ờ em nhau cũng thế đây. À ủa bắn nhanh vậy anh. Khi đây em thấy trông nó bắn nhanh thật. Bắn kêu bằng và bằng. Chạy thôi. Thêm đạn này. Ôi. Nhào vô. Nhào vô. Có khi là trên này em chơi anh ạ. Có một cái bè để lên. Sẽ kèo vô bo rồi hả. À nhiều đạn lắm mà sao mà sấy rồi vậy. Này sấy dữ thằng luôn. Ôi. Mẹ ui. Trên rồi, anh ơi. Ủa mày lên trên nó lùa. Lên trên đông quá nó lùa ra sao anh. Thôi kệ ở dưới cho ngon. Lên trên thủ được ấy. Lên trên chắc thủ được dở hơn ấy. Giờ bét trúng đầu hơn ấy. Người bắn chỗ đời nhưng mà nó lên đông mà anh. Lên đây. Cái giống kiểu thủ zombie quá nhở. Ờ em có thấy giống vậy anh ơi. Nhưng mà đây là thủ người mà đâu có thủ zombie đâu. Thì thoảng bắn cái. Đậu xanh này. Thủ zombie lên. Chạy. Cao bánh xuống. Chạy nha em ơi. Lên đây.
Lên đây, trời ơi. Thế nào phía sau em đấy anh ạ. Cứu. Rồi, nó cầm con keo sẵn kìa. Cầm con keo sẵn hả? Đang giăng lưới đất hết rồi. Trong này em an toàn. Không máu thôi, chứ chạy đâu mà bắt thùng dao nha em, xin kéo thùng dao nha em. Vứt 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 vứt. Em đang tính ngụy trang. Quay lại anh ạ. Quay lại ngụy trang. Các bạn đây đừng. Các bạn đây. Thì thoảng em bắn cái này hả? Nhìn đã không? Mà đã anh ơi. Đã. 8 bắn tờ xem rồi. Thế mà nó lên đam liên tục à? Ui. Nhưng mà cái này bị giảm chính xác đúng không? Hay là gì? Đúng rồi, giảm chính xác. Xong rồi hả? Anh ơi, cứu em. Một đứa ngay phía sau này anh ơi. Rồi. Cứu em anh ơi. Hết rồi. Nó ngay chỗ con cam đấy. À, dù à? Không có ai bắn hết á. Không ai sang được thì có tự nạp. Cứu, cứu các bạn ơi. Ui, cứu em anh ơi. Thì thoảng em bắn con cái thì à? Đâu dám bắn lâu đâu. Đâu, quá là đúng ra bắn hết luôn á. Nhào vô. Nhào vô đi mấy thím. Em chạy anh ơi. Mày cứu thở sang nữa. Ờ sao nó cứ săn nhau mà không săn mình ta. Ui, con bé này. Em thấy nó cũng săn mình mà. Chạy. Ui. Cứu các bạn ơi, cứu mình các bạn ơi. Ăn ké. Ăn ké. Rồi. Cứu các bạn ơi, cứu mình các bạn ơi. Ui. Lên phía trên đấy các bạn ạ. Cắt quá mà sao chơi. Đấy bây giờ anh với em dí chung cho nó thì chơi được này. Đâu. Chạy. Mình thắng rồi em ơi. Sao anh biết vậy? Em thấy không chắc lắm. Còn được có 4 người chứ nhiêu. Mấy người em thấy đông mà. Tại vì tụi nó toàn lo săn nhau không à. Đâu lo okay, săn anh thấy cũng được. Có kìa. Mấy bác thờ săn tự vã nhau luôn. Mấy bác thờ săn tự vã nhau. Bắn không trúng phát nào rồi anh ạ. Chết dở. Thôi chơi luôn đi. Mấy một đứa ngay phía sau này. Nào nhau ra. Một đứa ngay phía sau này. Ra đây. Trời bằng chiến giờ. Bây giờ mới có mạng đầu tiên anh ơi. Khổ. Nhào ra đây. Giáp chống nổ đây. Nhào vô. Đây, chơi anh. Ba thằng nữa. Đâu còn ba chứ anh. Cho một đứa nó núp vậy. Cần chiếm của nó luôn. Chơi cận chiến đi kèo cho. Đi, chơi cận chiến đi. Ui, ok, nhưng mà em sợ chết á. Cho anh chơi cận chiến ấy. Không, tụi tao có quà luôn. Em sợ lắm anh ơi, bao thu rồi này. Chơi thôi. Giết cái thằng này trước nè. Ui, nó trước nè. Ui, bộ bao này. Beirut. Lại là Beirut. Lốc nhé. Này. Một thằng quấn anh nhận. Ui, nó câu liệu này. Ghê vậy sao chơi? Rồi. Đậu xanh này. Đậu xanh này. Rồi. Xong này. Xe là lại trận nữa. Ui rồi. Ok. Lại trận nữa. Cũng được anh. Boy ơi, tạo một trận. Anh mừng các bạn ạ. Boy tạo trận nữa. Các bạn phải đi săn mình chứ tại sao các bạn lại đi săn người khác trời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh. Bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.